hai sự kiện thi đấu trong cùng một ngày, ba trận đấu tranh đà vô địch. Nhà vô địch hạng lightweight Christian Lee thách đấu Kiabriam Apasov. Rotan Zikmunon bảo vệ đà vô địch hạng flyweight mùng quay trước Joseph Lasiri. Và trận đấu tranh đà vô địch hạng bantamweight môn kickboxing giữa Hiroki Akimoto với Petanon Perfegus. Đừng bỏ lỡ những cuộc so tài đầy hấp dẫn. Hãy đón xem sự kiện One Final 4 và sự kiện One 163 trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao.